Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ làm một clip khá thú vị, đó chính là chúng ta sẽ tự chế bô điện tử. Với bô điện tử này, chúng ta có thể thay đổi tiếng bô bất cứ tiếng nào mà chúng ta muốn. Naked Sport Cruiser Bopper, một máy, hai máy, ba máy, bốn máy đều được hết. Chúng ta thích xem chúng ta có tiếng bô gì là chúng ta có thể cài đặt vào ngay mà không cần phải mua bô mới, không cần phải độ bô. Và đặc biệt là những cái dòng xe một máy như chiếc Rebel 300 chúng ta sắp làm nè, tiếng bô nó rất là dở luôn. Chúng ta có thể đưa tiếng bô xe của những máy 3, 4 máy dung tích xi lanh lớn vào, và thậm chí là tiếng bô của xe hơi vào luôn. Nhìn chung là các xe đời mới giờ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn khí thải, tiêu chuẩn tiếng ồn, nên là cái tiếng bô zin thật sự là rất là dở luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ giả lập tiếng bô mình đã từng review đến các anh em rồi. Mình đặt mua trên AliExpress giá là 1,1 triệu. Mình có review chi tiết sản phẩm này rồi. Thì nó chuyên dùng để gắn vào những xe điều khiển, nó sẽ có phần mềm để chúng ta có thể nạp tiếng bô mới vào cho nó luôn. Nguyên rin á, do là kích thước khá là nhỏ, loa cũng khá là nhỏ nên là cái tiếng nó không được lớn lắm. Nếu gắn vào xe đồ chơi thì cũng ổn, nhưng mà gắn vào những xe lớn này thì tiếng bô nó nhỏ lắm. Ý tưởng mình là mình sẽ gắn qua một cái loa lớn để nó khuếch đại tiếng lớn lên và điều khiển lên xuống ga, bằng cách mình sẽ thay cái biến trở gốc của cái điều khiển nè bằng biến trở là biến trở trượt, và mình sẽ nối vào trong cái dây ga. Khi chúng ta lên xuống ga thì biến trở nó sẽ thay đổi biến trở, nó sẽ cấp cho bộ điều khiển. Đây chúng ta sẽ có nguồn vào cho ESC và đây kết nối với loa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nối cái loa zin này nè sang cái loa lớn để nó khuếch đại âm thanh, nó sẽ hay hơn và thật sự này nó cũng bền hơn. Thì thay vì nó sử dụng hai cái loa zin nhỏ như thế này nè, bây giờ chúng ta sẽ mắc hai cái loa này đưa tín hiệu qua cái mạch này. Thì do cái tín hiệu này nó lớn, do đó chúng ta sẽ mắc qua một cái điện trở 10 kg luôn. Đó, chúng ta sẽ đưa vào cổng jack 3,5 ly này. Đó, sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Ok, về phần mạch là hoàn tất rồi anh em. Bây giờ chúng ta sẽ khoan lỗ phía dưới cái thùng để cho nó dội cái âm thanh ra. Và khi mà ta để trong cái thùng như thế này, cái cộng hưởng của âm thanh trong cái thùng này nó cũng sẽ giúp âm thanh lớn hơn và trầm hơn nữa. Mình có làm clip review và hướng dẫn anh em cách lắp ráp cái loa này, thì hiện tại nó có giá chỉ có 300 mấy 400 ngàn thôi, nên chất lượng âm thanh nó chỉ có vậy. Nếu mà chúng ta muốn chất lượng âm thanh tốt hơn thì sẽ đầu tư những cái loa 1-2 triệu thì âm thanh nó sẽ là tuyệt vời luôn. Về cái mạch và liên kết được với cái bướm ga của xe thì nó đã hoàn chỉnh hết rồi, bây giờ chỉ là việc khuếch đại cái âm thanh nó lớn lên và nó hay hơn thôi. Rồi, hoàn chỉnh anh em. Bây giờ thử lại tiếng nha. Rồi, là coi như hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy nắp lại, chỉnh âm lượng cho nó cao lên và chạy ra ngoài đường test thử nha. Ok, chất lượng cũng rất là ổn nè anh em. Chúng ta có thể đổi ra được cái tiếng của xe 4 động cơ khá là ổn luôn. Cái tiếng từ cái hệ thống chúng ta nó phát ra nó cũng tương đối lớn, nó át được tiếng bô zin. Hơn nữa, hay hơn nữa thì anh em sẽ nâng cấp cái loa khuếch đại loại tốt hơn, chúng ta sẽ được tiếng hay hơn nữa. Và muốn đổi tiếng khác chỉ việc cắm vào máy tính và nạp tiếng mới. Chi tiết cách làm cái loa DIY cũng như là cách sử dụng cái bộ giả lập tiếng này thì mình có đã làm hai clip rất là chi tiết rồi, anh em muốn có thể vào link dưới phần description để tham khảo thêm. Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.